Ok, hello tất cả bạn, chào mừng tất cả bạn đã trở lại với kênh của mình và là vấn đề Tuấn Craft này. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm về một series Minecraft chế tạo nhé. Và cũng khá là lâu rồi, khoảng ngày chưa mấy thì mình không ra video mới cho các bạn coi. Thì do là dạo gần đây mình hơi bận nên là ít ra video hơn. Đấy, chứ sao thì lượng video của mình rất là nhiều, các bạn có thể tìm và xem lại nhé. Và trước khi bắt đầu vào cái video là hôm ngày hôm nay thì và mình muốn nhắc nhở các bạn là các bạn đừng quên lại cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có thêm động lực tập làm tiếp những video khác nhé. Và các bạn có thể bình luận ở dưới và có thể thích video nào thì các bạn bình luận dưới để mình có thể làm. Và như các bạn thấy đây thì cái tòa nhà trước mắt đây thì các bạn nghĩ là mình sẽ làm cái video tham quan trong cái nhà tòa nhà mình tự chế, mình tự xây ngày hôm nay, tòa nhà thí nghiệm SP ấy các bạn. Nhưng mà không phải là vậy đâu, hôm nay mình làm một cái chế tạo cơ. Cái ấy thì nếu mà các bạn mà thích vào tham quan nhà ấy, các bạn có thể bình luận dưới cho mình nhé và đăng ký để mình có thể làm như vậy nhá. Ok, thì hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn làm một cái video chế tạo thôi. Và chủ đề trong cái video chế tạo ngày hôm nay đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách làm một cái phòng giam giữ SP nhỏ, không phải là cả một cái nơi giam giữ nữa, một cái phòng thôi. Nếu bạn nào mà thích làm một cái khu bảo mật giam giữ thì các bạn có thể lắp thêm cái phòng điều khiển hay gì ấy giam nó lại. Ok, và bắt đầu ngày hôm nay nhá, thì các bạn dùng những thứ này để gọi là để chuẩn bị mà làm cái khu này thì các bạn lấy cho mình đó là block of iron đầu tiên này, glowstone này, button này thì các bạn nhớ là các bạn phải cài vào EZPlay tại về cái mod SP này, Break the B Diamond 18 ấy. Cái map này, cái mod này được tạo ra bởi Diamond 18. Cái người ấy, các bạn tải về đấy xong các bạn ấn vào chỗ đất ấy, các bạn tải những cái mod này vô là các bạn có thể đấy, chúng ta đã có rất nhiều SP luôn. Thế và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây nhá, mình không nói nữa đâu. Đấy, thì xây này, các bạn lấy cho mình đó là đấy, và các bạn lấy cho mình heavy door slash size này. Ok, còn thiếu cái gì nữa chúng ta lấy sau nhá. Bây giờ thì mình sẽ xây luôn. Đầu tiên các bạn lấy cho mình cái cổ door slash size này các bạn lần này. Đấy, ok. Sau đó các bạn lấy block vài lần và đặt xung quanh cái này nó như thế này. Đấy, sau đó lấy cái này, button này các bạn có thể thấy. Đấy. Ok, vì nếu mà các bạn dùng cái cần gạt hoặc là cái gì ấy hoặc là cái quạt thẻ ở trong cái Minecraft cái mod này thì nó không được đâu các bạn nhé. Thì mấy cái ấy là thì nó nói chung là được nhưng mà kiểu mở ra mở vào nó lâu lắm, mình thử dưới các bạn nhé. Các bạn nên chọn button hơn, nó mở ra mở vào dễ hơn nhá. Thì đấy là mình chỉ nói về thôi, còn lại là tùy các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là các bạn xây cho mình theo một hình như này, một hình vuông như này. Đấy. Các bạn có thể thêm gì vào tùy thích nhé. Nhưng mà tức là đặt thêm một cái khung cảnh nhá. Các bạn đặt thêm mấy khối đất ở dưới này cho mình. Đấy, các bạn đập hết nhá, đập hết tất cả luôn, không để lại thứ gì hết. Sau đó các bạn có thể lấy các bạn có thể lấy là block square smooth này, các bạn được xem thế này cho mình. Đúng. Gọi là một cái nền các bạn, chứ để bằng nền đất thì nó nhìn hơi xấu, thế này nhìn nó đẹp hơn đấy các bạn. Đúng. Thấy đúng không? Đấy. Mình nói quá đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cải cố bên ngoài này nhá, thì các bạn hãy vào đây tiếp vào cái mấy chỗ trứng này trong cái mod SP này. Và các bạn lấy cho mình thêm một cái đó là gọi là cái camera và một cái machine gun, có nghĩa là một cái súng máy, và cái này để có thể gọi là điều khiển đấy. Đây, đây, xong rồi các bạn lấy camera này các bạn đặt đây cho mình. Đấy. Các bạn đặt xung quanh như này gọi là để theo dõi cái con SP các bạn biết rồi. Đấy, các bạn mà tìm hiểu thêm SP thì chắc cũng biết là như vậy rồi, đúng không? Sau đó ngoài các bạn cũng cần đặt thêm chút camera nhé. Đấy, mình sẽ đặt theo như thế kia cũ. Nha.
đang là một hai cái súng máy Watchmen gun, một cái này. Đấy, chưa gì thấy quái vật nó đã bắn rồi, đây là ghế luôn, không gì có thể xâm nhập vào đâu. Sao tự nhiên mình bị Wither 2 nhỉ? Chắc là do đứng cạnh con nó, không sao. Ok, vậy là ok đấy, chúng ta đã xong đấy. Ok, vậy là bên ngoài chúng ta đã bố trí xong đấy. Chắc là tại cái máy này thôi, đừng có đặt cái máy đấy các bạn ạ. Sao đừng có đặt nó nữa, không có rớt, tức thật. Các bạn đặt như thế này cho mình đấy, để đập khuôn đất này hơn, làm cho nó thêm ấy hơn, nhìn đẹp đẹp hơn đấy, thành cái sàn luôn. Ok, và sau đó các bạn vào đây, nhiệm vụ tiếp theo của bạn là lấy cho mình bất kỳ một cái con SP mà các bạn thích. Với mình thì mình sẽ chọn một cái con quen thuộc nào ấy, và đừng có lấy, các bạn lưu ý đừng có lấy sàn hết mấy con SP to to nhá, các bạn lấy mấy con SP vừa vừa nhá. Đấy, đấy, SP này, mình có nhiều SP lắm các bạn. Cartoon Cat SP 1000 này cũng được, mà nhìn nó vẫn hơi to các bạn. Thôi vậy là mình sẽ, mình nghĩ là mình sẽ lấy cái con nào nhỉ? Con SCP 745 này cũng được đấy, con này cũng được, ok luôn. Rồi, sau đó các bạn đặt cái này, quên, các bạn phải dùng cái cua này chứ. Đấy, các bạn đặt như này cho mình nhé, đặt theo hình kiểu tam giác chụm lại này. Đấy, sau đó các bạn xoay quanh nó như này. Đấy, ok, sau đó là các bạn lấy, các bạn đập ở dưới đây, các bạn đặt cho mình cái khối lowstone này, là nó dùng để nó dùng để mà cho sáng sáng cái phòng giam con SP ấy các bạn nhé. Đấy, trên này các bạn đặt cho mình cái khối đặt sáng này, mình hơi ấy nhỉ, chắc là đặt chỗ khác vậy. Đây, các bạn đặt hai bên như này cho nó sáng hơn nữa. Ok, và có thể là đặt đằng sau, đằng sau thì các bạn tao mà đặt thoải mái luôn. Đấy, như kiểu một ngôi nhà thực sự dành cho SP luôn. Đặt thế này thì quá sáng, vô chỉ sợ nó, con SP nó giết các bạn thôi, không có lo gì đâu. Đấy, và điều cuối cùng các bạn cần làm trong giấy sách này đó chính là một cái bảng tên. Con này để xem là con gì đây, 745. Vậy thì các bạn tên này các bạn có thể đặt ở dưới cái máy theo dõi nhé. Và các bạn có thể ghi là cái gì các bạn thích, SP thì sẽ ghi là SCP 74, từ từ, SCP 745. Ok, SCP 745 ấy, cho mọi người biết đấy các bạn ạ. Đây, mình sẽ để được đấy, mình nghĩ được. Ok, vậy là mình nghĩ là cái video ngày hôm nay của mình là cũng phải nói lời tạm biệt các bạn thôi, vì chúng ta vừa làm xong một cái phòng giam cho con SP rồi. Các bạn có thể xây thêm phòng lưu khiển giống lúc nãy mình nói, để làm thành một cái khu bảo mật luôn. Và thôi thì video của mình đến đây cũng phải là kết thúc rồi. Và dù sao thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem cái video này của mình. Và trước khi kết thúc video, các bạn quên lại cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để mình có thêm động lực tiếp video khác nhá. Ok, bây giờ thì mình phải nói bye bye thôi các bạn nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này nhá. Bye bye. Thích đấu rồi.